tiêu phẩm, tội ác phải bị trừng trị. Với các vai Chí Dũng trong vai ông Tỉnh, Thu Hường trong vai bà Lan, Thu Trang trong vai bé Hồng, Công Đức trong vai thẩm phán, Thành Luân trong vai kiểm sát viên, Thanh Sơn trong vai công an, Văn Tùng, Thu Hà trong vai hội thẩm nhân dân. Tiểu phẩm tự biên xin phép được bắt đầu. Sợ mới chả yếu lắm, tanh lắm mắt như này. Chưa có bao giờ. Bà Lan ơi! Bà Lan ơi! Tôi đây, ông lại say rồi à? Làm cái gì mà để tôi gọi rác cái cổ mới ra đấy hả? Tôi đang sắp những cái rổ dưa, để ngày mai còn em ra chợ bán. Ông suốt ngày say cái cả xưa thôi. Có tiền, cho tao vay 5 triệu được không? Tôi làm gì có, ba đứa trẻ con sắp vào Nam học. Con Hồng lại lên lớp 10 rồi đấy, ông có biết không? Thi chẳng cử, cái lũ bị rời đấy, cho nó học hành cao, rồi nó bay đi hết. Cả ba nữa, để là một thằng cu không làm được. Nào đưa tiền đây ngay sắp bây giờ đi về rồi. Tôi đã bảo là tôi không có, tôi còn có 1 triệu. Bà có đưa đi không? Cho con có đưa đi không? Có đây, bà không đưa đâu. Mày tránh ra, tránh ra. Mày cả ông đúng không? Đúng rồi. Mày vào đây. Hai đứa này mày tránh ra đây. Tao xin cả mày bây giờ. Tao cắt chuột tao mày bây giờ. Tránh ra. Em xin ông. Ông muốn tao ngay không? Không. Con không được hôn với bố như thế. Ông ta không phải là bố của con. Không mẹ. Mẹ có biết ông ta khốn nạn như thế nào không? Ông ta ăn thế mà há miệng con. Há miệng gì con để của mình mẹ bỏ miệng cầu. Trời ơi. Mẹ ơi. Mẹ đã nghe nhầm về con con. Đây không phải là sự thật với con con ơi. Mẹ ơi, thì lo cho tính mạng của mẹ và các em. Con không lần nói ra sự thật, làm nói đe dọa. Nếu con phải sự thật thì sẽ đưa mẹ và các em con. Con nhục nhà, con tàu hộ, con đạp đến trường mẹ ơi. Trời ơi, ông đối xử với tôi như thế nào cũng được. Như thế nào cũng được. Nhưng nó là con gái ông. Nó cũng có cái đẻ của ông cơ mà. Lỗi đâu. Mẹ sai rồi con ơi. Chỉ tại mẹ sinh nở nhiều, không có thời gian chăm sóc mà bây giờ con đang ở cảnh như thế này con ơi. Mẹ không có lỗi. Chính là ta mới là kẻ có lỗi. Đồ khốn nạn. Ở đây Sáng Hiệp ở đây. Các bạn đàn bà chúng mày chỉ đáng để cho cái thằng trả đạp thôi. Mày hiểu chưa? Ông ơi, ông Bình dừng lại. Ông đã bị con gái của ông tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em và bạo lực gia đình, đề nghị ông về cơ quan công an. Còn cháu Hồng mời cháu về công an để cung cấp tài liệu và củng cố hồ sơ. Phiên tòa xét xử. Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi xong. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần tranh luận. Đề nghị đại diện Viện Kiểm sát trình bày lời luận tội. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa toàn thể quý vị, phần xét hỏi tại phiên tòa đến đây đã kết thúc. Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố trong vụ án Mai Văn Tỉnh phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 142 Bộ luật hình sự được đưa ra xét xử tại phiên tòa hôm nay. Thưa hội đồng xét xử, việc thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra, truy tố và hoạt động điều tra công khai tại phiên tòa cho thấy đã có đầy đủ chứng cứ và các chứng cứ đều phù hợp với nhau, chứng minh bị cáo Mai Văn Tỉnh đã có hành vi hiếp dâm đối với bị hại là cháu Mai Thị Hồng, con ruột của bị cáo, khi cháu Hồng chưa đủ 16 tuổi. Bị cáo đã có hành vi đồi bại không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái ruột của mình, là người mà bị cáo có trách nhiệm phải chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng. Hành vi của bị cáo gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của cháu Hồng. Hành vi đó thể hiện tính coi thường sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Vì vậy, cần có một mức án thật nghiêm khắc đối với bị cáo. Từ những nhận định và đánh giá nêu trên, đề nghị hội đồng xét xử căn cứ điểm A khoản 2 điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015 tuyên phạt bị cáo Mai Văn Tỉnh mức án từ 15 đến 16 năm tù vì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và đề nghị buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại. Đại diện Viện Kiểm sát vừa trình bày xong phần luận tội, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 15 năm tù. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho những ai còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, sống vi phạm đạo đức xã hội, coi thường pháp luật, không có trách nhiệm với gia đình, đồng thời cũng là bài học sâu sắc đối với những bậc làm cha làm mẹ. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa, quan tâm đến con cái của mình để không xảy ra vụ việc đau lòng như vụ án trên. Phần thi năng khiếu của đội thi khối nội chính đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã đón xem. Xin được kính chúc ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể khán giả sức khỏe niềm vui. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin được chào và